Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bắt người tùy tiện, Việt Nam bị Liên Hợp Quốc hỏi tội. Đài BBC mới đây đã tiết lộ báo cáo thường niên vào năm 2020 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được trình lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết có ít nhất 16 người đã bị chính quyền Việt Nam bỏ tù, thu giữ giấy tờ tùy thân, xét hỏi mà không có luật sư hỗ trợ hoặc theo dõi chặt chẽ từ năm 2019 tới nay. Báo cáo cũng bao gồm lời giải trình của chính phủ Việt Nam về từng trường hợp đã nêu. Tuy nhiên, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã đưa ra những lời giải thích không đúng sự thật, tiêu biểu là trường hợp liên quan đến luật sư và nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam Trương Thị Hà. Vụ bắt giữ tùy tiện Trương Thị Hà xảy ra vào ngày 26 tháng 3 năm 2020 có vẻ là để trả đũa cho việc cô hợp tác với Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh cô Trương Thị Hà chụp cùng báo cáo viên đặc biệt Clement về quyền tự do hội họp và biểu tình ôn hòa vào tháng 11 năm 2019 tại Geneva. Vào tháng 11 năm 2019, cô Hà đã tham gia một hội thảo do báo cáo viên đặc biệt của tổ chức với chủ đề về quyền tự do hội họp và hiệp hội hòa bình ở Geneva, nơi cô bày tỏ nỗi sợ hãi bị trả thù và sau đó tham gia hợp tác với Liên Hợp Quốc trong vài tháng sau đó. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2020, Trương Thị Hà dự định trở lại Việt Nam sau khi làm việc tại Liên Hợp Quốc và dự định sẽ qua biên giới trên bộ qua cửa khẩu Cha Lo, Dân Hóa để vào Việt Nam. Do viêm phổi Vũ Hán, cô được cho là đã bị cách ly cùng nhiều người Việt Nam khác trong 2 tuần tại một khu tập trung ở Quảng Bình. Tại đây, cô bị chính quyền tịch thu chứng minh thư, bằng lái xe và hộ chiếu cùng đồ dùng cá nhân. Cô được thả vào ngày 13 tháng 4 năm 2020 và không được trả lại các vật này. Trước yêu cầu giải trình của Liên Hợp Quốc, chính phủ Việt Nam đã lấp liếm rằng trong thời gian cách ly bắt buộc, Hà được đối xử như những người khác. Các quyền của cô được tôn trọng, bao gồm việc được theo dõi sức khỏe, giữ liên lạc với gia đình, đăng và chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình của cô trên trang Facebook, được cung cấp chỗ ở và ăn uống đầy đủ. Hiện tại, Trương Thị Hà đang tự do và không phải là đối tượng bị giam giữ khởi tố hình sự. Tuy nhiên, cô Trương Thị Hà đã phản bác lại nội dung mà chính quyền Việt Nam nói là ở trong khu cách ly, quyền của cô được tôn trọng, được giữ liên lạc với gia đình. Đây là hình ảnh cô Trương Thị Hà bị cách ly tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 năm 2020 sau khi bị tịch thu giấy tờ tùy thân, tiền và điện thoại. Cô viết trên trang Facebook cá nhân rằng, nhưng thực tế là gì? Khi tôi mượn một bạn trai trong khu cách ly một cái điện thoại, một cái SIM để liên hệ với gia đình, Công an tỉnh Quảng Bình đã bất ngờ gọi tôi lên và thẩm vấn 2 lần, tịch thu chiếc điện thoại đó. Bạn tôi đã bị gọi lên thẩm vấn bao nhiêu lần thì tôi không biết. Nhưng sau đó anh ấy không dám nói chuyện với tôi nữa và luôn trong trạng thái sợ sệt. Đúng là lúc mới mượn điện thoại, tôi đã đăng status trên Facebook và được gọi điện thoại về gia đình vài lần. Sau đó tôi bị tịch thu điện thoại, cả nhà tôi vô cùng lo lắng. Có lẽ công an Quảng Bình sợ gia đình tôi sẽ tìm tôi nên ép tôi phải gọi điện về nhà, nói với mẹ tôi là tôi đang ổn. Lúc tôi đã gọi điện về nhà ở cửa khẩu hay ở khu cách ly, công an đều đứng bên cạnh để điều khiển. Mục đích của các cuộc gọi đó không phải vì họ thương tôi, không phải vì họ muốn tôi hỏi thăm sức khỏe gia đình, mà họ muốn đạt được mục đích của riêng họ. Và tại cửa khẩu, họ bắt tôi gọi điện về nhà để tìm ra người đã cho tôi mượn điện thoại ở cửa khẩu. Tại khu cách ly, họ đã bắt tôi gọi điện về nhà để thuyết phục gia đình tôi không liên hệ với tôi nữa. Tôi cũng bao nhiêu lần nói với các cán bộ ở khu cách ly là tôi cần điện thoại để cập nhật tình hình cho gia đình, nhưng họ đều bơ đi. Còn người dân trong khu cách ly thì sợ liên lụy nên không ai dám giúp tôi một cách công khai. Trong văn bản gửi UN, chính quyền Việt Nam cũng không đề cập đến việc cấp dưới của mình đã tịch thu điện thoại của tôi. 2 anh công an ở Quảng Bình tịch thu điện thoại của tôi và 100 người tại khu dân cư cách ly làm chứng việc này không phải là việc tôi nói xạo, sự thật mãi là sự thật. Nếu tôi được tự do liên hệ với gia đình, tại sao em trai ở Sài Gòn phải lén la lén lút cho tôi mượn điện thoại rồi trông người xung quanh để tôi gọi điện về nhà? Câu hỏi được đặt ra. Nếu tôi được tự do liên hệ với gia đình, tại sao mẹ tôi và anh trai tôi đứng như trên đống lửa, như ngồi đống than khi liên lạc được với tôi? Tôi không trách chính quyền Việt Nam tịch thu hộ chiếu của tôi. Điều khiến tôi đau buồn nhất và mất niềm tin vào những người thực thi pháp luật nhất là họ quá cứng nhắc, họ không còn tình người. Tịch thu hộ chiếu và tài sản cá nhân của tôi, rồi thì có cần tịch thu điện thoại của tôi nữa hay không? Câu hỏi đặt ra. Và điện thoại tôi mượn bạn tôi là phương tiện duy nhất để tôi liên hệ với gia đình, phương tiện duy nhất để tôi giải trí trong những ngày cách ly. Nhưng không, họ chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi. Họ chỉ quan tâm là họ đã có thành tích tịch thu điện thoại của tôi để báo cáo lên cấp trên. Tôi cũng đã báo cáo với Liên Hợp Quốc về status của tôi.
Liên Hợp Quốc vừa nói với tôi một câu, chúng tôi chẳng lạ gì khi chính quyền Việt Nam phản hồi như vậy. Vào đầu tháng 6 vừa qua, cô Hà cũng chia sẻ rằng cô sẽ gửi Liên Hợp Quốc những phần chính quyền Việt Nam lơ đi và những phần chính quyền Việt Nam nói chưa đúng sự thật trong văn bản phản hồi. Đây là hình ảnh chụp một phần văn bản phản hồi của chính quyền Việt Nam vào ngày 25 tháng 5 năm 2020 gửi Liên Hợp Quốc. Cô viết, tôi ghi nhận sự phản hồi của chính quyền Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế về trường hợp của tôi, dù sự phản hồi đó chưa khách quan, toàn diện. Với tư cách là một người hành nghề luật sư, tôi sẽ chỉ ra những thiếu sót và sai phạm của chính quyền Việt Nam để các lãnh đạo cấp trên thấy được sai phạm của cấp dưới mà chỉ bảo lại, để chính quyền Việt Nam để lại hình ảnh tốt đối với Liên Hợp Quốc và các bạn bè quốc tế. Cô nói tiếp, tôi muốn có thiện chí làm việc riêng với các cơ quan công quyền Việt Nam, nhưng tôi chỉ là một hạt cát, các yêu cầu hợp pháp của tôi không được đáp ứng. Vì thế, tôi phải nhờ Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế can thiệp giúp đỡ tôi. Tôi biết chính quyền Việt Nam không thích điều này. Các văn thư của Liên Hợp Quốc hay các tổ chức quốc tế cũng chẳng có giá trị cưỡng chế đối với chính quyền Việt Nam, nhưng thực sự, sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế đã truyền cảm hứng và động lực để tôi tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, một luật sư bảo vệ nhân quyền. Cô Hà cũng cho biết là trong các văn bản từ phía chính quyền Việt Nam trả lời cô và tổ chức Liên Hợp Quốc, họ đều không đề cập đến việc tịch thu điện thoại của cô. Đây là hình ảnh phong bì trả tiền về quê cho cô Hà đến từ công an tỉnh Quảng Bình. Từ đó, thay vì gọi là cán bộ, cô gọi những người tịch thu điện thoại của cô là kẻ cướp, vì cô cho rằng chỉ có kẻ cướp mới không dám nhận những việc mình làm, còn cán bộ sẽ nhận trách nhiệm của họ và thuộc hạ của họ. Một người dùng Facebook có tên là Khanh Trâm Nguyễn thì bình luận, ai lấy thì nên trả cho người ta, đừng để người dân xem thường bởi cách thức lấy của người ngang nhiên trắng trợn như vậy. Cảnh sát giao thông đã bị mang tiếng là cướp bánh mì rồi, đừng để an ninh bị mang tiếng là cướp điện thoại nữa. Facebook có tên là Dung để trả lời ngay rằng, mạng người chúng còn cướp thẳng tay, chứ cái điện thoại quá nhỏ bé. Cụ Lê Đình Kình là một ví dụ rõ nét nhất gần đây. Facebook này cũng nhận định tiếp như sau, chúng là cả một băng đảng cướp suốt từ giữa thế kỷ trước kia cơ mà. Trong một bài viết khác, cô Hà cũng cho biết từ năm 2018 đến nay, cô đã bị cướp ít nhất 2 cái điện thoại với 5 cái SIM, chưa kể một cái điện thoại và 2 cái SIM bị côn đồ lục lọi email, tin nhắn nên cũng phải vứt bỏ luôn. Mà quan trọng là họ cướp kiểu như cô thì chẳng ai giải quyết cho. Còn nhà hoạt động xã hội Lê Dũng Vô Va qua đó cũng chia sẻ gần chục năm nay, ông đã bị cướp vô số đồ nghề. Cho đến nay, cô Hà vẫn luôn trong tình trạng bị an ninh cộng sản theo dõi nhất trong thời gian phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo ở vụ án Đồng Tâm vừa qua. Đây là hình ảnh quang cảnh phiên tòa xét xử Đồng Tâm diễn ra vào ngày 7 tháng 9 năm 2020. Cô cho biết trong buổi làm việc với công an vào sáng ngày 5 tháng 9 năm 2020, công an đã yêu cầu cô có mặt tại địa phương và không được tham gia phiên tòa xét xử Đồng Tâm và chấp hành các quy định của pháp luật. Công an cũng đề nghị cô không được cung cấp, đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh và nội dung gây phương hại đến an ninh quốc gia Việt Nam và lực lượng công an nhân dân. Tại đó, cô đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình là tôi không đồng ý với các nội dung, các quy định của pháp luật hiện hành, an ninh quốc gia Việt Nam và lực lượng công an nhân dân vì các cụm từ này hơi chung chung, không rõ ràng. Cuộc làm việc đã được cô Hà chia sẻ như sau. Công an nói, Facebook không phải là của em, không phải cái gì cũng đăng lên được. Cô Hà, Facebook không phải là của em thì của ai, em vẫn sẽ đăng bài theo ý mình. Nếu vi phạm luật, em sẽ chịu trách nhiệm. Các anh muốn cấm em viết bài thì cứ cấm, chứ đừng mang cái quy định của pháp luật đối với xâm hại an ninh quốc gia ra đây. Công an nói tiếp, thời gian qua, bọn anh xử phạt hành chính một số đối tượng có liên quan đến thông tin sai sự thật, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm an ninh quốc gia. Cô Hà đáp lại, về thông tin sai sự thật thì em không lo, vì em đăng tin gì em đều kiểm chứng. Có lẽ tương lai sẽ bị các anh xử phạt về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm an ninh quốc gia. Nhưng nếu em bị xử phạt là vì các anh cho là em vi phạm luật, chứ bản thân em thấy em chẳng đăng gì xâm phạm luật cả. Em chỉ bày tỏ ý kiến của mình dưới góc độ luật pháp mà thôi. Cô nói tiếp, em thấy luật Việt Nam có cũng như không, các anh chính là luật, muốn bắt ai hay xử phạt ai cũng được. Nếu thực sự các anh sử dụng luật Việt Nam thì em chẳng làm gì sai cả. Nếu em đăng bài nào vi phạm, các anh nói cho em biết, chúng ta cùng phân tích đúng sai ở chỗ nào. Cô Hà hỏi tiếp, khi nào công an trả lại hộ chiếu và đồ dùng cá nhân của em? Công an nói, anh không rõ, ai thu của em thì người đó giữ của em. Thế em không có biên bản, bàn giao đồ vật hay sao? Cô Hà nói, à, đấy là bọn cướp tịch thu của em đấy mà. Công an nói, sao em lại nói thế? Cô Hà, các anh làm việc với em có biên bản thì em gọi là công an. Còn làm việc không có biên bản mà lại tịch thu đồ của em thì em gọi là cướp là đúng rồi còn gì?
Cô Hà nói tiếp, anh làm ở bộ phận nào ạ? Công an nói, đội an ninh. Cô Hà nói, à, là đội chuyên chống bọn phản động đúng không? Ở địa bàn mình có nhiều người hoạt động như em không? Công an nói, nhiều lắm. À, vậy tốt quá, anh giúp em kết bạn với họ nhé. Công an nói tiếp, cái này em phải tự làm chứ anh không giúp được. Cuộc nói chuyện của cô Hà với nhân viên an ninh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Người thì khen cô dũng cảm, có chính kiến, có nghị lực, kiên cường và vui tính. Người thì ca ngợi, dân luật phải thế chứ. Và thông qua những bằng chứng này, rõ ràng tới đây, Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục lên tiếng để ủng hộ về dân chủ, tự do cho Việt Nam và phản đối những hành động vô pháp của chính quyền Cộng sản từ Hà Nội. Quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020 với bản tin Bắt người tùy tiện, Việt Nam bị Liên Hợp Quốc lên án. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.